Trực ban Bí thư Lương Cường làm Chủ tịch nước. Chiều ngày 21 tháng 10, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Nghị quyết bầu ông Lương Cường làm Chủ tịch nước được thông qua với 440 trên 440 đại biểu Quốc hội tán thành. Với kết quả này, ông Lương Cường chính thức trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026 trong không khí trang nghiêm ở hội trường diên hồng lãnh đạo đảng nhà nước và các đại biểu quốc hội đứng lên để chứng kiến lễ tuyên thệ của tân chủ tịch nước lương cường dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước tôi lương cường chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó Tân chủ tịch nước Lương Cường tuyên thệ. Nghị quyết bầu chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 đến 2026 được Quốc hội thông qua chiều 21 tháng 10 với đa số đại biểu Quốc hội tán thành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Với kết quả này, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trở thành chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Nghi lễ tuyên thệ được tân chủ tịch nước Lương Cường thực hiện ngay sau đó. Sau đây là tóm tắt tiểu sử đồng chí Lương Cường tân chủ tịch nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Lương Cường sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957 là chính khách người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15, Nhiệm kỳ 2021 đến 2026 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Ông còn từng giữ các chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương giai đoạn 2016 đến 2024, quân hàm đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Lương Cường là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học vị cao cấp lý luận chính trị, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Thân thế Ông sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957, nguyên quán tại phường Dữ Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Binh nghiệp, năm 1975 ông nhập ngũ rồi tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc. Từ tháng 2 năm 1975 đến tháng 4 năm 2003 ông là Trợ lý cán bộ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hoàng Liên Sơn, quân khu 2. Trợ lý cán bộ, Sư đoàn 355, quân khu 2. Trợ lý Trưởng ban nhân sự, phòng cán bộ, cục chính trị, quân khu 2. Phó trung đoàn trưởng về chính trị, bí thư đảng ủy trung đoàn 174, sư đoàn 316, quân khu 2. Phó trung đoàn trưởng về chính trị, bí thư đảng ủy trung đoàn 98, sư đoàn 316, quân khu 2. Trợ lý phòng nhân sự, phó trưởng phòng, trưởng phòng nhân sự, cục cán bộ, tổng cục chính trị. Phó cục trưởng phụ trách nhân sự, đảng ủy viên cục cán bộ Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 5 năm 2003 đến tháng 3 năm 2006 ông là Đại tá, Thiếu tướng, tháng 2 năm 2006, Phó Tư lệnh Chính trị Quân đoàn 2, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2. Tháng 2 đến tháng 3 năm 2006 ông là học viên lớp nghiên cứu cho cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp tại Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007 ông là Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2. Tháng 1 năm 2008, tháng 5 năm 2011 ông là Thiếu tướng, Trung tướng, tháng 8 năm 2009, Chính ủy Quân khu 3, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3. Ngày 18 tháng 1 năm 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 11, ông được bầu làm ủy viên chính thức ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 nhiệm kỳ 2011-2016. Tháng 6 năm 2011 đến tháng 12 năm 2015 ông là trung tướng, thượng tướng, tháng 12 năm 2014, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phụ trách về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và công tác xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị, ủy viên quân ủy trung ương Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị thay cho Thượng tướng Nguyễn Thành Cung chuyển sang giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 12 năm 2011 và tháng 11 năm 2013, ông học bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại Trung Quốc. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 27 tháng 1 năm 2016, ông được ban chấp hành trung ương khóa 12 bầu làm bí thư trung ương Đảng khóa 12. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016 ông là thượng tướng, bí thư trung ương Đảng, ủy viên quân ủy trung ương, bí thư đảng ủy cơ quan tổng cục chính trị, phó chủ nhiệm tổng cục chính trị. Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Bộ Chính trị phân công thượng tướng Lương Cường, bí thư trung ương Đảng, phó chủ nhiệm tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 30 tháng 8 năm 2018, tại Hà Nội, ông được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ngày 29 tháng 1 năm 2019, Lương Cường được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng cấp bậc từ thượng tướng lên đại tướng cùng với đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương Ông được bầu làm ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31 tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, ông trúng cử được bầu làm đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ 2021 đến 2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa được 519.102 phiếu đạt tỷ lệ 97,72% số phiếu hợp lệ tại đơn vị bầu cử số 2, gồm thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành. Ngày 21 tháng 10 năm 2024, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã bầu Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí Thư, giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Sự nghiệp chính trị, hoạt động trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày vào Đảng tháng 8 năm 1978. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13. Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bầu làm ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13 ông được bầu làm ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Thường trực ban bí thư. Ngày 16 tháng 5 năm 2024, bộ chính trị đã quyết định phân công đồng chí Lương Cường, ủy viên bộ chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia ban bí thư và giữ chức vụ thường trực ban bí thư. Khen thưởng: Huân chương, huy chương Việt Nam. Huân chương quân công hạng nhất. Huân chương quân công hạng nhì. Huân chương quân công hạng ba. Huân chương chiến công hạng nhất Huân chương chiến công hạng nhì Huân chương chiến công hạng ba Huy chương quân kỳ quyết thắng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất Kỳ ba Huân chương, huy chương nước ngoài Huân chương hoàng gia Sahame Chay hạng nhất của Vương quốc Campuchia Huân chương hữu nghị của Liên bang Nga Huân chương tự do hạng nhì của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Huân chương Playa Siren của Cộng hòa Cuba trên đây là tóm tắt tiểu sử tân chủ tịch nước Lương Cường. Cảm ơn các bạn đã xem video.